Rái cá TV đang ăn bột ăn dặm cho trẻ em đó các bạn. Và những em rái cá con chưa mọc răng đều phải ăn bột ăn dặm này mới mau phát triển tốt được. Chứ không đủ dinh dưỡng là mắt rái cá sẽ bị mờ hoặc là chết yểu, dễ bị bệnh lắm. 6 giờ sáng là bắt đòi ăn, bởi vậy nuôi rái cá con rất mệt. Mệt đâu mà mệt, con ngoan mà. Nuôi con không khác gì nuôi con người, hỏi sao không mệt chứ hả? Cả nhà không ai ngủ nghe được vì con. Từ 3 giờ sáng tắm xong chơi quậy rồi đòi ăn la hét. Ai biểu người cá thiêu cứu con làm gì, cứ để giống nồi con bị tiệt chủng đi. Nhà nước không quan tâm, người dân thì bắt hại. Không thấy con đang sống trong nỗi bất hạnh sao? Con muốn gì nữa, phải cho con chơi con quậy thoải mái như vậy con mới xả chết được chứ. Ngoan bú đàng hoàng cho má nuôi vui đi TV à. Con lì quá, ngậm bình nhơi nhơi hoài, nút ực ực được mà có sao đâu đúng không? Giờ TV mới chỉ bú ngoan nè các bạn. Đố các bạn biết tại sao á? Vô đúng thế á, nhìn mặt con chả mới phê vậy nè. Vừa bú mà phải vừa massage, phê phê tê tê. Các bạn thấy cú động vật sướng không? Cú xong về phải nuôi nữa, giống như con cái của mình vậy đó. Bởi vậy mấy cái người mà bắt hại động vật làm ơn tôi lại mấy người luôn á, đừng có bắt thú nữa nha. Hành tôi quá à, tôi khổ sở lắm luôn rồi đó.